Tình hình mưa lũ vẫn đang được dự báo sẽ diễn biến khó lường tại thành phố Đà Nẵng. Những ngày qua, tranh thủ thời tiết nắng ráo, các đơn vị lực lượng vũ trang quân khu 5 nhanh chóng triển khai lực lượng, phương tiện đến những vùng ngập úng sâu, kịp thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Trận mưa lớn lịch sử vào đêm ngày 14 tháng 10 vừa qua làm cho người dân Đà Nẵng chịu không ít thiệt hại. Hơn 20 năm rồi, chị Nguyễn Thị Vi Ân, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu mới chứng kiến nước lũ dâng cao đến vậy. Mưa ngớt, trời tạnh, căn nhà của chị ngập bùn đất. Đang không biết phải xoay sở như thế nào, thì từ sáng sớm, bộ đội đã đến giúp dọn dẹp nhà cửa. Chị vô cùng cảm kích. Nhân trại bộ đội đã cử rất nhiều đồng chí xuống để hỗ trợ bà con dọn dẹp, giúp đỡ và động viên tất cả những hộ rất nghèo khó để cho họ có tinh thần lạc quan mà chuẩn bị dọn dẹp và sống tiếp sau bão. Đóng quân trên địa bàn bị ảnh hưởng nặng nề do mưa bão, xác định giúp dân là trách nhiệm thiêng liêng của người lính cụ Hồ. Bộ tham mưu quân khu 5 đã nhanh chóng triển khai lực lượng, kịp thời có mặt ở những vùng khó khăn, nơi nhà dân bị ngập sâu để giúp bà con khắc phục hậu quả mưa lũ, sớm ổn định cuộc sống. Từ sáng đến nay thì lực lượng bộ đội đã tỏa đi các khu vực giúp nhân dân và dọn dẹp sau cái trận lũ bão. Ngay cái lúc mà mưa bão xảy ra thì lượng mưa rất là lớn và nghe tiếng kêu cứu của bà con thì lực lượng của Bộ Tham mưu đã tung các lực lượng ra cứu nhân dân, đặc biệt là những người phụ nữ và những trẻ em nhỏ. Với danh hiệu là một người lính bộ đội cụ Hồ thì chúng tôi là luôn lấy tinh thần là quân với dân như cá với nước, phụ giúp người dân một cách là nhiệt tình nhất để người dân nhanh chóng về với cuộc sống bình thường một cách là sớm nhất. Trước đó, suốt đêm ngày 14 tháng 10, các cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn đặc công 409 đã dầm mình trong mưa để sơ tán được gần 1.000 nhân khẩu sinh sống trong các khu vực trũng thấp, phường Hòa Khánh Nam, tiếp cận khu vực nguy cấp, lũ quét để ứng cứu người già, trẻ em đến nơi tránh trú an toàn. Gần 200 người dân có hoàn cảnh khó khăn được bộ đội đón về đơn vị chăm sóc tận tình, chu đáo. Bộ đội đã đến ứng phó kịp thời, đã đưa cano đến tận nhà và đưa làng xóm chúng tôi đến tiểu đoàn 409 một cách an toàn và lo cho chúng tôi chỗ ăn, chỗ ngủ rất là chu đáo. Dự báo trong những ngày đến, miền Trung vẫn tiếp tục có mưa. Lực lượng vũ trang quân khu 5 vừa khẩn trương giúp dân dọn lũ, vừa sẵn sàng lực lượng ứng phó với đợt lũ mới có thể xảy ra. Dẫu vất vả, hiểm nguy, những người lính của Hồ vẫn quyết tâm khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, với mong muốn phần nào chia sẻ sự mất mát, đau thương đối với nhân dân.